mùng 1 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ký hợp đồng cấp tín dụng trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ cho dự án thành phần 3 của cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây cũng là khoản cấp tín dụng chung dài hạn bằng ngoại tệ cho khách hàng có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của ngành ngân hàng Việt Nam. Khoản vốn này tương ứng khoảng 45% tổng mức đầu tư của dự án, trong đó Vietcombank tài trợ 1 tỷ đô la Mỹ, Vietinbank tài trợ 450 triệu đô la Mỹ, BIDV tài trợ 350 triệu đô la Mỹ, tổng 1,8 tỷ đô la Mỹ cho dự án thành phần 3, các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do ACV là chủ đầu tư. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nêu rõ đây mới chỉ là kết quả bước đầu dù rất đáng tuyên dương khích lệ. Thời gian tới, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ cơ quan liên quan tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ giải pháp quan trọng sau. Thứ nhất, tập trung hơn nữa các nguồn lực phát triển các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là các dự án đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, sân bay, bến cảng, góp phần tăng cường thu hút đầu tư, tạo năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Thứ hai, khơi thông huy động và sử dụng mọi nguồn vốn hợp pháp cho các dự án kết cấu hạ tầng chiến lược, gồm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn đầu tư xã hội, khu vực tư nhân, hợp tác công tư, đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, cần huy động hiệu quả hơn nữa nguồn vốn còn rất lớn trong nhân dân cho phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thứ ba, ra soát có cơ chế chính sách phù hợp, hỗ trợ thúc đẩy khuyến khích các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng cho vay vốn với điều kiện ưu đãi phù hợp, đưa dòng vốn tín dụng tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên. Thứ tư, tiếp tục mở rộng hình thức tài trợ cho vay vốn, phát huy vai trò của các ngân hàng thương mại, trong đó nòng cốt là Ngân hàng Thương mại Nhà nước cho vay vốn đối với các dự án lớn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, góp phần chủ động nguồn lực và thu xếp vốn trong nước, giảm phụ thuộc các nguồn vốn bên ngoài. Thứ năm, tập trung quản lý hiệu quả bài bản, có hệ thống các dự án gắn với các khoản vốn được tài trợ cho vay, bảo đảm phát huy vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà tài trợ cho vay, vừa đảm bảo yêu cầu chất lượng, hiệu quả dự án, vừa giúp các ngân hàng thương mại thu hồi được vốn cả gốc và lãi, giảm thiểu rủi ro, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong vay vốn và sử dụng vốn. Việc phối hợp thu xếp vốn thành công vừa qua của ba ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và BIDV cho dự án, Thủ tướng tin tưởng rằng đây sẽ là bước khởi đầu tích cực, tạo tiền đề quan trọng để khuyến khích các ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp tục chủ động hợp tác trong các dự án lớn, quan trọng quốc gia, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của ngành ngân hàng Việt Nam và phát huy hơn nữa vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp nhà nước với sự phát triển của đất nước. Tết năm 2021-2022, tôi vào sân bay Long Thành để có mặt các đồng chí ở đây. Chúng ta còn chưa khắc được cái dấu để mà hoạt động của ban quản lý dự án, rất lo giải phóng mặt bằng thì chưa được. Thế bên cạnh đó đại dịch Covid-19, còn là cho đến hôm nay thì chúng ta rất vui mừng. Một là giải phóng mặt bằng 5.000 hecta đã xong, sân bay đã xây dựng hình hài rất là rõ nét và đang thừa thắng xông lên sẽ làm tiếp cái giai đoạn 2 trong khi đang làm giai đoạn 1. Đấy là cái rất vui. Ở đây đã nói lên điều gì? Nói lên là cái gì cũng có thể làm được. Mà tôi hay nói đấy là phải biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể. Đây là một cái minh chứng để cho cái sự quyết tâm biết cách làm và tất cả vì cái lợi ích chung là chúng ta làm được. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các chủ thể liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hơn nữa tinh thần đã nói là làm, đã làm là phải có kết quả, sản phẩm. Vượt nắng, thắng mưa, chỉ bàn làm, không bàn lùi, làm 3K, 4 kíp, xuyên lễ Tết, xuyên ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng hoàn thành các công trình, hạng mục của dự án. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, cơ quan liên quan thực hiện 5 nhiệm vụ quan trọng, trong đó tập trung hơn nữa các nguồn lực phát triển các dự án hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, sân bay, bến cảng, khơi thông và sử dụng mọi nguồn vốn hợp pháp cho các dự án. Đặc biệt, cần huy động hiệu quả hơn nữa nguồn vốn còn rất lớn trong nhân dân cho phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng với quyết tâm cao, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo của chủ đầu tư ACV và liên danh nhà đầu tư cho dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, cùng sự đồng hành, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các ngân hàng thương mại tài trợ vốn,
dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, vân vân và các cơ quan liên quan khác, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành thi công và khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh của sân bay Long Thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Như vậy là chưa đầy một năm nữa, vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 75, ngày 30 tháng 4 năm 2025.